Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh NND Vlog. Thì là hiện tại là bây giờ mình đang ở một trong một cái căn hầm. Trong cái căn hầm này tạm thời mình đã an toàn nha, nhưng mà ở ngoài hiện tại là bây giờ đang có bọn Sunhead, một quỷ đầu loa nha các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ thử thách tiêu diệt có bắt đầu loa để mình bảo vệ cái thế giới này nha các bạn. Thì ok, thì cái sứ mệnh của mình ngày hôm nay đó chính là phải hạ gục bọn Sunhead này. Wow, đây không phải không những bọn Sunhead mà nó cả con quỷ đầu mẹ các bạn ạ. Con mẹ đẻ ra con quỷ đầu loa, đó chính là con Megaphone. Yeah. Wow. Ghê à. Ok, từ từ anh em, bây giờ mình nghĩ là từ từ. Bây giờ nó đang đứng ở ngoài này. Từ từ bên mình sẽ mở cửa thử. Đây. Mình sẽ mở cái chuồng này ra. Và mình sẽ bắn nó nha. Wow. Holy shit. To vãi trưởng các bạn ơi. Wow, nó phát hiện ra mình anh em ạ. Mình không hiểu tại sao mà mình đang ở trong một cái căn hầm này mà đây là một cái căn phòng bí mật, nó giống như kiểu cái lô cốt ấy. Vậy mà nó phát hiện. Rồi sao? Ok, như vậy là cái con quỷ đầu loa này nó đã cắn chết mình nha các bạn nhá, ăn thịt mình rồi các bạn nhá. Rồi ok các bạn, ủa lể xe các bạn, ba con nữa kìa. Wow. Ôi, ở phía xa xa kia hình như nó là con headlight các bạn ạ. Được rồi, bây giờ mình đang ở trong cái căn hầm bí mật thì bây giờ mình phải thoát ra khỏi đây nhá. Mở cánh cửa ra xem nào. Từ bây giờ rút vũ khí ra đã để đề phòng, ví dụ là nó có tỉnh mình thì mình sẽ bắn nó luôn nha các bạn. Ok. Lì xích cái này. À đây rồi. Như vậy là ở trên đầu mình đang là bọn quái vật, nó đang di chuyển cho nên là nó bị rung chuyển nha các bạn nhé. Mình không chắc là cái căn hầm này có thể trụ được hay không. Tôi chết rồi. What the hell các bạn ơi. Wow, ở dưới này nó là vực thẳm các bạn ạ. Đi rồi các bạn ơi, nó lừa mình rồi. Như vậy là xong rồi, xong đời mình rồi anh em ạ. Bây giờ đi lên không được, đi xuống không xong. Từ từ. Bây giờ mình chỉ có mỗi một cách, đó chính là phải tiêu diệt hết các bọn Sunhead thôi các bạn nhé. Từ từ anh em, mở cái cánh cổng ra trời ơi. Rồi ok. Mình sẽ đi hướng khác nha các bạn. Đây rồi, có một cái cửa đây. Ui, đây là máu các bạn ạ. Máu nha các bạn. Ở đây có cả nước uống luôn này. Nhưng mà bây giờ mình không khác các bạn. Cái mục tiêu mình bây giờ đó chính là phải tiêu diệt bọn Sunhead nha các bạn. Đây, mình sẽ đi hướng này nha, mở cửa ra nào, ok. Mở ra nào. Trời. Wow. Cái này là kính chống đạn các bạn ơi. Mình bắn nó không bị vỡ các bạn ạ. Vai cả trưởng ạ, bây giờ thế nào để mở cái kính chống đạn ra bây giờ nhỉ. Ủa ơi. Ơ, kẹt ở đây rồi. Ở đây được. Vai trưởng ạ, kính chống đạn các bạn ạ, ghê thật. Ủa ơi. Cái này bị hỏng rồi anh em ơi. Cái công tắc bị hỏng rồi các bạn ạ, nó là một cái thang máy ấy. Đây rồi anh em, mình đang di chuyển rồi. Ui, ui. Ô, lì, ở đây có cái cầu thang này. Wow. Mình đang bị rơi ở đâu đây ta? Ô, lại bay lên, lại bay lên kìa. Ô, lì xếp, ô, lì xếp. Ô, what the hell, ô. Ô, mình đang ở đâu đây? Nên rồi, ô. Ô, ai ở dưới thì lướt các bạn. Ai ôi, nó dẫm mình các bạn ơi. Vãi trưởng nữa, đây là dưới nước các bạn ơi. Ôi, lì xít. Ô, rồi xong. Nó tỉn rồi các bạn ạ. Được rồi các bạn, ok may quá các bạn. Mình đã chui xuống hầm rồi. Được rồi anh em, bây giờ mình sẽ sử dụng cái hệ thống tên lửa đất tối không và không đồ đất nha các bạn nhé. Đó chính là hệ thống tên lửa missile. Thì cái hệ thống tên lửa này mình nghĩ là mình sẽ tỉn nó bằng cái hệ thống tên lửa nha các bạn nhé. Đầu tiên là mình đã xét lại cái target. Ok. Rồi. Mình sẽ. Ủa ơi. Ghê vậy, mình sẽ target ở đây nha. Và đây mình sẽ triệu hồi một quả tên lửa, đó chính là tên lửa Tomahawk nha các bạn. Rồi, bắn. Wow. Wow, nó nổ rồi anh em ơi. Mình không biết là nó có trúng hay không, nhưng bây giờ mình sẽ phải tẩn cái con này trước đã. Từ từ, bây giờ mình sẽ phải rút cái khẩu súng cannon ra để mình tỉn cái con. Ui, đây là con quái vật đầu đèn nha các bạn. Wow. Con này là con quỷ đầu đèn headlight. Mày chết mày con. Như vậy nó đi rồi nha các bạn. Nó rất là nhỏ luôn nha các bạn nhé. Nó bé tí luôn đấy. Từ từ nhé. Mình nghĩ là bây giờ mình sẽ phải triệu hồi một cái cỗ xe tăng vào đó. Từ từ. Đây từ từ. Đi xuống hầm đồ cái đã. Bây giờ ấy, triệu hồi xe tăng nha các bạn. Ok, mình sẽ triệu hồi xe tăng T-90A để mình xử lý các bọn quái vật đầu loa này nha các bạn nhé. Mình sẽ tiêu diệt bọn quái vật này cho bạn xem. Đâu nhỉ? Cái con xe tăng T-90A của mình nó nằm ở vị trí nào? Đây rồi. T-90A nha các bạn nhé. Ôi. Ủa ơi, vai trưởng ạ, con Megaphone. Nó dẫm mình các bạn ơi, mình phải bam nó đã. Mày chết này con. Mày chết này con. Mày, nó sắp chết rồi nhé.
có tí máu rồi, cố lên, cố lên. Holy shit. Holy shit các bạn. Holy shit. Bắn lâu vãi hàng mới chết các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ trị hồi T92 ra, đó chính là cố xe tăng T92 nha. Wow, con này to vãi. Bây giờ mình sẽ tìm con có bắt đầu loa cái nào trước đây ta. Đây rồi, đây rồi. Ok, ok. Mày chết này con. Yeah. Anh em xông lên. Từ từ mình đánh. Để xem cái bọn này đã làm gì ta. Nó không làm gì mình coi là nó sợ mình sao ấy. Thế nhưng nó sợ mình thì phải các bạn ạ. Mình sẽ đi vòng quanh nó để xem tình hình thế nào nha. Mình không sợ luôn, đâm đầu. Wow. Nghe họ ơi. Chết rồi, bùa lẩy xin các bạn, mình rơi xuống vực thẳm các bạn ơi. Ôi, tôi đi rồi. Wow. Holy shit. Mình bị rơi xuống cái hố sâu các bạn ơi, cái giếng sâu rồi. Ôi, đi rồi. Ôi, tôi tèo rồi. Từ anh em, từ từ, bình tĩnh nhá. Mình đang bị rơi xuống cái hố sâu các bạn ơi. Ủ vãi trưởng ạ. Ôi, tăm tối luôn này. Bắt đầu heo bây giờ làm nào lên nó bây giờ nhỉ? Làm nào lên bây giờ ta? Bây giờ mình lao xuống đây làm... À đúng rồi. Mình nhớ rồi bạn ơi. Mình có cái gậy phép thuật. Đúng rồi anh em. Bây giờ mình sẽ lấy gậy phép thuật ra nha. Đâu ta? Cái gậy phép thuật của mình đâu? Bây giờ mình đang rất cần cái gậy phép thuật này. Tức là đây ấy. Đây nó sẽ là một cái... kiểu như là cái chổi phù thủy các bạn nhé. Chổi của pháp sư găng tơ các bạn ạ. Nó có thể giúp mình bay lên nha các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ mình phải tìm kiếm cái đã. Đâu nhỉ, cái chổi phù thủy của mình nó đang ở đâu ta? Rồi ok các bạn, thì đây chính... À không phải, đây là chỉ là cái phép thuật thôi. Mình sẽ thử xem nào. Mình sẽ thử nhá. Ui, không được anh em ơi, cái này không được, cái này không nhận được nha các bạn nhé. Đây rồi anh em, chính là gậy... Đây. Đấy rồi các bạn. Đấy rồi. Chổi của pháp sư đây rồi, bay lên. Yeah. Bay lên nào. Wow, lên được rồi anh em ơi. Holy shit. Lên được rồi. Woo. Từ. Mất lái. Vai trưởng à, mình mất lái các bạn ạ. Mình không thể điều khiển nó luôn. Hiện tại là bây giờ cái bộ loa của sạc hết này bây giờ nó không kêu rồi. Bây giờ từ cái con cỗ xe tăng của mình. À từ từ bây giờ mình sẽ triệu hồi ra lại con cỗ xe tăng nha các bạn. Đâu ta? Đây. T90A. Rồi, lên cái con cỗ xe tăng này thì mình có thể tỉnh lại được các bạn. Bắt đầu loa này nha các bạn. Ok, ngắm bắn trực tiếp vào bạn sạc hết luôn. Mục tiêu của mình khai hỏa. Yeah, một con đã bị tiêu diệt. Bây giờ chúng ta sẽ nạp đạn quả đạn pháo này nhá, và bây giờ mình sẽ bắn cái con kia. Đây rồi. Ok các bạn, chuẩn bị chưa anh em? Lên. Mày chết cái con. Nó đến rồi. Ai ơi. Rồi sao? Nó bốc mình lên rồi các bạn ạ. Và nó ăn thịt mình luôn nha các bạn. Ghê thật các bạn. Vai trưởng ạ, con này kinh thật đấy các bạn. Vậy mình sẽ nẻn nẻn ra cái cỗ xe tăng đi nhá. Đây, mình đặt ra một cái thử thách hơi khó cho mình ấy. Nẻn nẻn ra cái cỗ xe tăng này bắt đầu ấy. Bắn nó nha các bạn, nó không phát hiện mình này. Rồi, đây rồi. Mày ui. Holy shit. Con này không chết nha các bạn nhé. Nó trâu cực kỳ các bạn ạ. Rồi, ok, mình sẽ cắm lại một lần nữa nha. Từ từ. Mày chết này con. Yeah. Wow. Ok các bạn, thì như vậy là cuối cùng mình đã tiêu diệt cái con quái bắt đầu loa rồi nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau nha. Lê ghê thật. Ok, bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh nha, chia sẻ lên ủng hộ mình và ấn vào quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin video của mình nha. Bye bye.